cũng xin chúc mừng các cô chú anh chị mình vừa trúng may mắn được trúng những cái giải vừa rồi ha, bây giờ còn một giải nữa. Thì trong thời gian chờ đợi thì bây giờ em như lời yêu cầu thì em xin trở lại sân khấu để hát quý vị nghe. Và sau đây xin gửi đến quý vị hồi nãy hát bolero rồi giờ mình hát dân ca đi ha. Xin gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm, ca khúc được mang tên Đào Say Ngay. Chúc mừng quý vị sẽ cùng thưởng thức nha. Xin chào quý vị rất nhiều. Đã say hết chưa hả? Xịn hết chưa? Chưa hả? Trời đô mạnh dữ vậy ta. Tới tối nha. Thank you.
và một ca khúc nữa, một ca khúc, một sáng tác bolero rất là quen thuộc của nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc được mang tên Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau. Rất mong quý vị sẽ cùng thưởng thức nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị
sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và luôn bình an, gặp nhiều may mắn. Và mong là em sẽ có thật là nhiều việc về đây để gặp quý vị, hát cho quý vị nha. Nhá quý vị nha. Và bây giờ mình vui chơi rồi lát nữa mình về, mình lái xe về cẩn thận nhá. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.